Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh Ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả loại xe cũ, ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn, An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay em lại review lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Đó là chiếc Deula Chatti, có năm sản xuất 2009, bản Việt, máy xăng số sàn, động cơ 1.6, với mức giá 165 triệu đồng thôi các bác nhé. Không, 165 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một chiếc xe được sơn xi màu đen, sơn xi thì bóng nhoáng sạch sẽ, mang biển kiểm soát 17A03890. Vâng, hai cụm đèn pha này, đèn gầm này rất ok các bác nhé. 165 triệu đồng. Vâng, bác nào mà đúng chất mẫu xe này nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240, hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thêm thông tin về giá cả. Vâng, 4 bánh na răng đúc, 4 cổ lốp thì rất mới các bác nhá, 8-90%. Phần rãnh lốp rất là sâu, cua lốp thì rất là ok, xi nhan tích hợp trên sườn, tay lắm cửa Opilock mạ chrome, chân kính về mưa đầy đủ. Vô lăng 3 chấu. Phần táp lô này rất là sạch sẽ này. Trần lỉ nguyên bản. Nội thất kế da rất tươi. Đó. Sạch sẽ nha các bác nhá, màu rất sáng. Chỉ 165 triệu đồng thôi các bác. Bác đã sử dụng cho mình một chiếc xe bản sedan 2 đầu. Đây là gương chỉnh điện này các bác này. Cụm xe đầy đủ. Cổng chỉnh kính này. Con ốc này là chưa hề đụng đến cờ lê màu lết các bác nhá. Một chiếc xe gia đình, không taxi dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngập nước, cột kèo đinh bấm răng giật zin. Tết nhất đến nơi rồi, hôm nay trời trở đông thì cũng rất là gió mùa đông bắc này về rất là rét đấy các bác nhá. Một chiếc xe gia đình mà đi tránh mưa, tránh nắng, tránh xét, đi xa về gần thì tuyệt vời các bác. Đó, mức giá rất là hợp lý các bác nhá, 165 triệu đồng. Với mức giá này thì bên em có bao rút hồ sơ và cũng có lọc lá thêm cho các bác. Deula Chatti sơn xi màu đen. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông phía bên phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên, và cũng đồng thời để chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất, hợp lý nhất. Vâng, Deula Chatti phiên bản Việt, bản EX, máy xăng số sàn, động cơ 1.6. Đó. Trang bị màn hình cam lùi, cảm biến lùi, mang biển kiểm soát 17A03890. Đó. Gầm bệ thì quá là ok các bác nhá, xác lịch, không hề có dấu hiệu sụn mục mòn. Trang bị cảm biến lùi, cam lùi. Vâng, một mức giá rất tốt cho các bác. Hai cụm đèn phanh đèn hậu đây rất là mới. Deula Chatti bản Việt có năm sản xuất 2009, máy xăng số sàn, động cơ 1.6. Keo chỉ cánh sau bên phụ đây các bác. Con ốc bàn này đây, chưa thèm đụng đến cà lê một lết các bác nhé. Deula Chatti sản xuất 2009,
xe gia đình, không taxi dịch vụ, không đâm số tai nạn ngập nước. Keo chỉ cánh trước bên phụ đây các bác, táp lô táp ly sạch sẽ, xi nhan tích hợp trên sườn, 165 triệu đồng. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất. Bảng thấm lô đồng hồ đây các bác, máy lá lổ đây các bác, lô cực kỳ sạch sẽ nhá, trang bị màn hình, can lùi đầy đủ, quả số đây, vành tay. Vô lăng rất là đầm tay, chuẩn xi nhan, phun nước gạt mưa đầy đủ. Các bác mà đúng chất mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi các bạn. Rét run các bạn, nhồi hai chiều nhé các bác nhé, nóng lạnh đủ cả. Phần đèn trần đây các bác này, đường chiếu hậu đây. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy này. Đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Deula Chatti phiên bản Việt có năm sản xuất 2009, máy xăng số sàn, động cơ 1.5. Đấy, khoang máy rất là gọn gàng. Đó, máy nổ rất êm các bác nhá. Đó. Máy nổ cực chất luôn các bác. Máy móc thì khô ráo sạch sẽ này. Mà chia ABS nhé, còn giảm sóc này, cái tai này. Đó. Chỉ lắp bu đây các bác. Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vượt cửa bến cửa hàng. Đó là chiếc Deula Chatti có làm sản xuất 2009, phiên bản Việt, máy xăng số sàn, động cơ 1.5 với mức giá là 165 triệu đồng. Vâng, bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì chiếc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thêm về thông tin giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.